Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Nông năm 2023 với chủ đề Đảng với thanh niên với Đảng. Đắk Nông thử nghiệm cổng thông tin du lịch thông minh để hỗ trợ tương tác du khách, chính quyền và doanh nghiệp. Một khu vực trộn nhựa đường để chất thải chảy tràn ra môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Đó là những thông tin chính sẽ có trong tin tức Đắk Nông hôm nay, ngày 14 tháng 11. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Nông năm 2023 với chủ đề Đảng với thanh niên với Đảng. Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh khẳng định, thanh niên tỉnh Đắk Nông luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, sẵn sàng dấn thân, hăng hái xông pha đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, thủ lĩnh Nơ Trang Lơ ngày càng giàu đẹp. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề, phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên, cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất liên quan đến công tác đoàn, hội, phong trào thanh niên và hoạt động của tuổi trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh niên cũng đặt vấn đề liên quan đến công tác cán bộ đoàn, chính sách cho cán bộ đoàn khi hết tuổi, tạo nguồn cán bộ trẻ, hỗ trợ, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, chuyển đổi số. Ngày 14 tháng 11, trong khuôn khổ chương trình Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông gặp gỡ, đối thoại giữa với đoàn viên, thanh niên năm 2023, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chị Trần Thị Diệu, đảng viên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ An Phát Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. Chị Trần Thị Diệu với dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm sầu riêng ngũ cốc sấy Thăng Hoa đã xuất sắc vượt qua 446 dự án khởi nghiệp tiêu biểu nhất của tuổi trẻ cả nước để giành giải nhất tại cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mới đây. Chiều 14 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 họp phiên thứ 40, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ trì phiên họp. Qua thảo luận, xem xét, đại biểu thống nhất thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đối với tờ trình thu ngân sách năm 2023 các huyện, thành phố, đại biểu yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát, phân bổ ngân sách bảo đảm không bị chồng chéo. Nhiệm vụ nào đã hưởng phân bổ kinh phí từ Trung ương thì cần hoàn nguồn cho ngân sách địa phương. Phiên họp thống nhất điều chỉnh giảm dự toán ở một số nhiệm vụ đối với 16 đơn vị theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với tờ trình về việc xây điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông, đại biểu thống nhất không thông qua và để lại xem xét vào kỳ họp chuyên đề gần nhất. Đắk Nông đang triển khai thử nghiệm cổng thông tin du lịch thông minh với tên miền https://duluc.dakdong.gov.vn. Cổng thông tin du lịch được triển khai nhằm hình thành hệ thống thông tin du lịch Đắk Nông thông qua công nghệ số và tạo lợi ích, hỗ trợ tương tác giữa 3 đối tượng, du khách, chính quyền và doanh nghiệp. Cổng thông tin sẽ giúp tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch Đắk Nông. Cổng thông tin du lịch Đắk Nông gồm các mục: cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh với 27 điểm du lịch, khám phá 3D có 3 địa điểm tham quan, tour du lịch có 12 tour, tin tức với 57 bài viết, lưu trú đăng tải thông tin về 38 cơ sở lưu trú, lữ hành đăng tải 1 đơn vị, ẩm thực có 70 địa điểm và 81 dịch vụ tiện ích, có khoảng gần 300.000 lượt truy cập. Một số hộ dân xã Đắk Giờ Ngoan, thành phố Gia Nghĩa phản ánh tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty xây dựng Phúc Vinh trên địa bàn xã. Theo phản ánh của người dân, khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng chất thải từ hoạt động sản xuất của công ty theo nguồn nước chảy xuống dòng suối, ảnh hưởng điều kiện sản xuất, sinh hoạt, gây ô nhiễm nguồn nước. Tại khu vực trạm trộn nhựa đường của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Vinh, chất thải chảy tràn ra mặt đất diện tích khoảng 100 m². Một lượng chất thải theo dòng nước chảy tràn ra khu vực khe suối nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Ủy ban Nhân dân xã Đắk Giờ Ngoan phối hợp các ngành chức năng lập biên bản, lấy mẫu nước, đất phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, yêu cầu công ty có biện pháp thu gom tạm thời tránh tình trạng chất thải chảy tràn lan ra môi trường gây ảnh hưởng diện rộng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!